Các bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ quay một video hướng dẫn các bạn cách làm sao để chúng ta có thể luộc gà thờ mà màu da của nó đẹp, da căng bóng và lên màu rất là đẹp như thế này. Thì mình mời các bạn hôm nay sẽ vào bếp cùng với mình các bạn nhé. Và mình còn chia sẻ với các bạn một cách để chúng ta bó gà cánh tiên rất là đẹp như thế này. Các bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để quay một cái video hướng dẫn các bạn làm sao để luộc gà da được căng bóng và hướng dẫn các bạn thêm một cái cách nữa, đó chính là buộc gà để thắp hương lễ các bạn nhé. Và bây giờ thì các bạn sẽ cùng vào bếp với mình nhé. Đầu tiên khi mà các bạn mua gà lễ thì các bạn sẽ lựa chọn cho mình những cái con gà mà đầu nó nhỏ và cái mào nó lớn như thế này nha, thì nó sẽ được đẹp hơn. Và gà thì các bạn lựa cho mình con gà trống nhé. Tiếp nữa, để sơ chế gà được sạch hết mùi hôi tanh thì các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình một chút gừng và muối. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi sơ chế sạch cái gà này đã các bạn nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ dùng muối nhé. Các bạn dùng muối các bạn sát ở phía ngoài da cho mình. Và cái phần lòng này, lòng gà ấy, bởi vì là mình làm gà lễ cho nên là mình sẽ để lại tất cả cái phần lòng gà mề gan các bạn nhé. Các bạn sẽ sát qua cho mình trước cái phần lòng để cho nó sạch cái phần nhớt ở trong cái lòng gà nhé. Các bạn kem sạch đi cho mình, sau đó các bạn xả lại với nước luôn. Các bạn chỉ cần bóp muối cho mình như vậy thôi là nó sẽ sạch được cái phần lòng mề gà nhé. Tạm thời là mình làm cái phần lòng mề gà trước. Các bạn bóp muối cho mình là nó sạch hết cái phần nhớt. Các bạn rửa sạch đi, sau đó các bạn để lên trên này cho mình. Và bây giờ mình sẽ làm đến cái phần gà nhé. Cái phần da gà ấy thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ rất là tanh, cho nên là các bạn sẽ dùng cho mình cái muối, các bạn sát sạch cho mình luôn. Các bạn sát sạch cho mình để cho nó ra hết cái phần bẩn ngoài này đi. Sau đó để cho cái phần gà không hôi thì các bạn sẽ sát qua cái phần gừng nhé. Gừng này các bạn sẽ đập dập, sau đó thì các bạn sẽ sát chung quanh ở phía ngoài cái phần da. Gừng nó có cái tác dụng là khử cái mùi hôi ở phần tanh ấy. Gà khi mà các bạn mua về thì các bạn sẽ ngửi thấy nó có cái mùi hơi tanh tanh một chút, thì cái gừng này nó sẽ khử rất là tốt này. Con gà lễ thì thường là người ta sẽ mua những cái con gà nó nhỏ một chút, nó không quá lớn các bạn. Các bạn là xé bỏ cho mình và sát muối này, gừng vào cái phần da ở cổ, phần mỏ của con gà. Phần mỏ gà như thế này thì các bạn sẽ thấy là nó rất là nhớt. Đó, các bạn cho gừng vào, các bạn sát qua cho mình nhé. Phần mũi gà này, mắt gà này. Đó, các bạn rửa thật là sạch đi cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ xả sạch lại với nước. Thank you.
Bây giờ thì mình sẽ cùng đi bó cái gà này các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã sơ chế xong cho mình rồi thì các bạn sẽ cuộn cái phần, các bạn bó cái phần lòng này lại nhé. Sau đó các bạn cuộn tròn lại cho mình. Lễ thì thường là người ta hay cuộn cái phần mề gà với cả cái phần lòng và như thế này để đem đi luộc đấy các bạn, để cho nó chắc, nó giữ được cái phần mình thấy hơi lỏng tay một chút. Cuộn tròn lại như thế này. Bây giờ thì các bạn sẽ cuộn tròn cái phần lòng mề gà vào cho mình như thế này nhé. Các bạn cuộn tròn nó lại, chặt tay một chút. Để lát nữa chúng ta đem đi chúng ta luộc. Đó, các bạn để riêng cho mình một chỗ nhé. Bây giờ thì mình sẽ làm đến cái phần gà. Phần gà này nhá, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái gà cánh tiên ấy. Các bạn sẽ cho cái phần chân này vào trong cái phần bụng cho mình. Các bạn nắn cho mình cái khớp chỗ cái phần còng như này này. Các bạn nắn xuống. Sau đó các bạn cho vào. Các bạn đừng đút sâu quá nhé. Làm sao để tạo cho cái con gà của chúng ta cái thế để khi mà các bạn để nó có thể ngồi được. Đấy, các bạn để cho nó ngồi được như thế này này. Các bạn cho cái phần chân này vào nhé. Phần chân này vào trong. Phần chân này đó. Để khi mà các bạn luộc xong ấy, nó sẽ tạo cho cái con gà cái thế nó ngồi. Nó ngồi được. Bóp cho mình các bạn. Su ơi, mấy điện à? Mẹ bảo con không làm như thế cơ mà. Em ngủ thì biết bọn đưa cái tờ trước. Đưa để ông để trên này cho con nhanh, con lại cả ông rồi. Như thế người ta gọi là mất lịch sự, con hiểu chưa? Lâm. Phải biết thế nào là đúng là sai chứ, lúc nào cũng là hành động theo cái kiểu không suy nghĩ. Có thể chơi nhưng mà không được làm, phát ra tiếng động. Nó bật nhẹ. Bây giờ thì các bạn sẽ dùng cho mình một cái nạp như thế này nhá. Sau đó các bạn buộc cho mình hai cái phần cánh. Các bạn khung cái phần cánh này và các bạn để cho cái phần cổ của nó ở phía trong nhé. Các bạn khung hai cái phần cánh lại. Mình sẽ buộc gà cánh tiên được thắp hương. Cái dây nạp này để cho nó không bị gãy và không bị đứt ấy, thì các bạn sẽ ngâm cho mình với nước ấm. Ngâm nước ấm khoảng 5 phút, sau đó thì các bạn sẽ dùng thì nó sẽ đảm bảo là sẽ không bị đứt. Các bạn buộc chắc vô một chút. Đó. Sau đó thì các bạn dùng cho mình cái dây nạt nữa nhé, các bạn luồn vào phía trong như này. Luồn vào phía trong và các bạn hướng cái phần cổ gà lên trên như vậy để nó cố định cái phần cổ gà. Có nhiều cách bó lắm các bạn. Các bạn có thể bó theo kiểu là gà cánh tiên hoặc là gà trầu. Đấy, ở đây các bạn sẽ buộc cho mình một cái dây ở đây đã cố định lại cái phần cổ.
sau đó thì các bạn sẽ luồn cho mình một cái các bạn dùng cái dao nhọn nhé, các bạn xiên qua cho mình cái phần mũi gà. Bạn xiên qua đây như vậy và buộc cái phần gà này nó hướng xuống cho mình một chút, buồn qua hai bên nhé, để nó giữ được cái phần cổ khi mà các bạn luộc xong ấy thì nhìn cái thế gà nó đẹp. Các bạn buộc lại cho mình. Rồi, và bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái, đây là xong cái thế gà này các bạn nhé, gà trầu, à thế gà cánh tiên. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái nồi nước nóng một chút để bây giờ mình sẽ luộc nhé. Và các bạn sẽ đập dập cho mình cái phần hành khô này nha. Sẽ chuẩn bị cho mình một cái nồi nước ấm một chút nhé. Các bạn sẽ cho cái phần hành khô chúng ta vừa đập dập vào. Và khi mà các bạn luộc gà lễ như thế này thì các bạn sẽ thêm cho mình một chút gia vị vào đây. Đó là muối canh hay còn gọi là bột canh đấy các bạn. Sau đó khi mà các bạn sờ tay vào các bạn thấy nó hơi ấm thì bắt đầu các bạn sẽ cho gà vào. Các bạn sẽ cho con gà lễ vào để chúng ta đem lên chúng ta luộc. Và khi luộc như thế này thì các bạn sẽ luộc cho mình để cho nó ngập hết cái phần gà. Và các bạn biết không, cái phần gà này nó sẽ hấp dẫn hơn và cái phần da của nó sẽ đẹp hơn nếu như mà chúng ta luộc ở cái lửa vừa phải. Ở đây thì các bạn sẽ luộc cho mình trong khoảng thời gian là 30 phút với lửa rất là nhỏ, lửa nhỏ liu riu thôi các bạn ạ. Để cho cái phần gà nó chín đều, chín hết cả vào phía trong mà nó không bị đỏ, không bị rách da. Và các bạn sẽ cho thêm cho mình cái phần gan này mề vào để chúng ta luộc chung nhá. Còn cái phần tiết ấy thì các bạn sẽ luộc riêng cho mình một nồi, hoặc là sau khi luộc gà xong các bạn mới cho vào, bởi vì cái phần tiết nó sẽ làm cho con gà khi mà các bạn luộc nó bị nó không có được đẹp, mà nó cũng màu nó không đẹp. Và trong lúc mình chờ gà được thì mình sẽ đi chuẩn bị một vài cái nguyên liệu để làm cho gà lễ của chúng ta có màu vàng đẹp các bạn nhé. Lúc mà các bạn chờ gà được nhé thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một chút dầu ăn. Và các bạn dùng cho mình thêm đó là nghệ tươi nhé. Các bạn sẽ nấu lên cho mình. Các bạn dùng nghệ tươi, các bạn nấu với dầu ăn như thế này để chúng ta có được một cái mỡ màu vàng. Để các bạn sau khi mà các bạn luộc gà lễ xong, hoặc là các bạn luộc gà xong, các bạn sẽ phết cho mình lên phần da gà như vậy thì nó sẽ rất là đẹp, màu được đẹp. Các bạn đun sôi cái dầu lên. Hoặc là nếu mà các bạn có cái phần mỡ gà ấy, thì các bạn có thể dùng cái phần mỡ gà đó nhé. Các bạn đun cho mình ở lửa vừa phải. Các bạn có thể băm giã nhuyễn hơn mình hoặc là như thế này thôi. Sau đó chúng ta trưng lên để lấy cái lớp mỡ màu vàng. Khi mà các bạn làm như vậy, các bạn phết ở phía ngoài phần da gà thì nó sẽ làm da gà của chúng ta nó có cái độ bóng đẹp mà nó không bị khô. Nếu như trong quá trình mà các bạn thắp hương nó lâu, nó sẽ không bị khô. Các bạn trưng cái mỡ nghệ này lên và lọc lấy cái phần mỡ thôi, bỏ cái phần cái đi nhé. Các bạn sẽ trưng cho mình trong khoảng thời gian là 2 phút, chỉ cần 2 phút thôi các bạn nhé. Sau khi các bạn trưng cho mình được 2 phút rồi thì bây giờ các bạn sẽ lọc ra một cái bát. Đó, các bạn sẽ thấy là cái phần mỡ này nó màu vàng rất là đẹp.
và các bạn sẽ để riêng một chỗ nhé. Lát nữa luộc xong gà thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm tiếp nha. Sau khi mà các bạn đã luộc cho mình được 15 phút rồi thì các bạn sẽ thấy là cái phần da gà nó đang rất là căng lên như thế này. Và các bạn lưu ý là để gà được chín thì các bạn sẽ luộc cho mình ở lửa rất là nhỏ. Ở đây mình nó chỉ sôi kiểu lăm tăm như thế này thôi này các bạn này. Đó. Tổng thời gian luộc thì các bạn cứ luộc cho mình trong khoảng thời gian là 30 phút. Và khi mà nước của nước các bạn dùng để luộc ấy nó ấm ấm tay tầm 40 đến 50 độ thì các bạn sẽ cho gà vào, thì gà nó sẽ không bị nứt cái phần da. Bạn nhấn cái phần đầu xuống. Ở đây thì mình cứ khoảng 5 phút thì mình lại trở một lần, lật ngược lại một lần đấy các bạn. Thì các bạn sẽ thấy, mình sẽ quay gần lại để các bạn nhìn cái phần da gà nhá. Cái phần da gà nó rất là căng và bóng như thế này này các bạn này. Đó. Thì đây là một cái mẹo để chúng ta có thể luộc nhá. Các bạn đừng luộc sôi lớn quá. Sôi lớn quá là thường cái phần da nó sẽ vỡ hết ra, nó sẽ rách cái phần da gà đó các bạn. Và các bạn sẽ cùng chờ với mình thành quả sau 15 phút nữa các bạn nhá. Nói với các bạn là khi mà các bạn luộc như thế này thì các bạn mở vung cho mình nhá. Mở vung như thế này thì nó sẽ làm cho gà nó rất là căng bóng và không bị mềm, không bị mềm cái phần da, và không dẫn đến cái phần da gà chúng ta nó sẽ không bị rách. Đó, các bạn cứ luộc mở vung cho mình như thế này. Tầm 30 phút là gà nó sẽ chín kể từ lúc mà các bạn cho vào nhá. Và các bạn khi mà các bạn luộc như vậy, các bạn vừa luộc các bạn vừa vớt hết cái phần bọt này đi cho mình, để khi mà luộc xong gà nó bóng, nó không có bị bám những cái phần bọt này vào thì nó sẽ làm da con gà nó không được đẹp nha. Và khi mà các bạn luộc gà, các bạn cho thêm một chút hành vào như thế này, nó sẽ làm cho cái gà luộc rất là thơm mà nó không có bị hôi tanh. Đó. Các bạn vớt cho mình cái phần bọt. Và khi mà các bạn luộc như vậy ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái phần nó không sôi nhiều đâu ạ. Nó chỉ lăm tăm thôi, bởi vì là các bạn mở vung nữa, cho nên là cái nhiệt ở trong cái nồi nước này của mình nó rất là thấp. Nó chỉ tầm 70-80 độ thôi. Và tốt nhất là các bạn nên luộc cho mình ở cái nhiệt độ như vậy thì cái phần da gà nó sẽ không bị rách. Còn đậy vung lại, các bạn đậy vung lại thì thường là nó hay bị rách cái phần da lắm. Mà gà lễ mở rách ra là nó không có đẹp nha. Nên là các bạn luộc cho mình từ từ, căn lửa. Cái quan trọng nhất vẫn là căn lửa đúng không các bạn? Đó, cứ 5 phút thì các bạn lại trở một mặt gà cho mình một lần. Đó, để làm sao cái phần gà của chúng ta nó chín đều và nó không có bị hỏng. Và sau khi mà các bạn luộc xong rồi thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái tô nước lạnh thật là lạnh nhá, để cho cái phần gà nó nguội thì nó da nó sẽ rất là căng và giòn. Các bạn ơi, khi mà các bạn đã luộc cho mình được khoảng 30 phút rồi thì bây giờ các bạn sẽ dùng cho mình một cái que nhọn một chút, các bạn xiên cho mình ở cái phần đùi xem là nó có còn bị hồng nữa không. Nếu như nó đã hết ra cái nước trắng như thế này thì các bạn sẽ tắt bếp luôn cho mình. Và các bạn lưu ý là ở đây mình luộc lửa rất là nhỏ, lửa nhỏ liu riu thôi. Và các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình ở đây đó là một cái chậu nước lạnh, một cái tô nước lạnh như thế này nhá, để chúng ta làm một muộn gà. Các bạn sẽ dội nước lạnh vào đây để cho cái phần gà nó nguội luôn các bạn nhé. Các bạn dội luôn cho mình nước lạnh để cho con gà này nó nguội. Đó, các bạn cứ dội nước cho mình như thế này nhé, là cái phần gà của chúng ta nó sẽ nguội. Và cái da sau khi mà các bạn làm cho nguội như vậy rồi thì các bạn sẽ dùng cho mình cái mỡ nghệ vừa rồi ấy, chúng ta phết lên cái phần da gà cho nó đẹp. Các bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái video hướng dẫn làm sao để các bạn có thể luộc gà da căng bóng mịn mà lại rất là hấp dẫn như thế này. Các bạn có thể dùng gà này để
thờ này, để thắp hương này. Và mình có hướng dẫn các bạn cả cách chúng ta bó gà để làm gà cánh tiên như thế này nữa các bạn nhé. Và mình mời các bạn nay sẽ vào bếp cùng với mình các bạn nha. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy là cái phần da gà nó rất là căng bóng như thế này. Đó. Sau khi mà các bạn đã làm nguội cái phần gà rồi thì bây giờ các bạn sẽ cắt cho mình cái phần dây mà các bạn buộc vào gà vừa nãy nhé. Đó, luồn như vậy này. Bây giờ thì các bạn sẽ để gà cho mình như thế này nhé, để chúng ta sẽ quét cái phần lớp dầu nghệ vào cái phần da gà. Khi mà nó gà đã nguội hẳn như thế này rồi thì các bạn mới phết vào cho mình nhé, để cho cái phần gà sau khi mà các bạn phết xong nó được bóng. Đó, rất là bóng và cái da nó đẹp lắm các bạn. Các bạn phết vào khi mà toàn bộ cái phần gà của chúng ta nó nguội hẳn rồi thì các bạn mới phết nhé. Để khi mà các bạn thắp hương ấy, các bạn thắp hương thường là thắp hương giao thừa hoặc là những cái ngày trọng đại ấy, cưới hỏi chẳng hạn, thì thường là người ta hay để cả con như vậy á. Đó, thì khi mà thắp hương lâu như thế thì thường là cái phần da gà nó sẽ bị khô. Cho nên là khi mà các bạn thắp hương, các bạn phết cho mình một cái lớp dầu hoặc là mỡ gà. Nếu như các bạn có mỡ gà thì tốt hơn là các bạn dùng dầu như thế này. Các bạn phết như vậy thì gà nó sau khi mà các bạn thắp hương xong nó không có bị khô. Rất là đẹp. Hoặc là các bạn nếu như mà muốn nó bám vào thì các bạn có thể luộc với cả nghệ, một vài cái lát nghệ. Nhưng mà ở đây thì mình muốn là cái phần gà sau khi mà mình thắp hương nó được bóng, cho nên là mình mới phết vào như thế này và nó không bị khô sau khi mà các bạn đem đi các bạn thắp hương ấy. Đó, thì các bạn phết cho mình như thế này. Để phần da nó được bóng và nó căng lên. Đó, các bạn phết xong các bạn thấy cái màu gà nó đẹp chưa? Màu vàng đẹp, thật là đẹp, da nó căng bóng và nó không có bị khô sau khi mà các bạn thắp hương xong thì nó không khô. Đặc điểm của nó là như vậy các bạn nhé, cái màu vàng rất là đẹp. Đây các bạn nhìn thấy không, hấp dẫn kinh khủng luôn đúng không ạ? Màu vàng lên rất là đẹp óng, da gà thì căng bóng đó. Và mình xin kết thúc video ở đây nhé. Chúc các bạn sẽ có thật là nhiều những cái món ăn ngon và đặc biệt là làm gà lễ thì được đẹp và hấp dẫn các bạn nha. Và mình hẹn gặp lại các bạn các video clip mới nhất của mình các bạn nhé. Đâu?